Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Và trong video ngày hôm nay, những chiếc xe vừa được đại lý Toyota Thanh Xuân nhập về trong tháng 1 năm 2023. Đây là những dòng sản phẩm mới nhất vừa được sản xuất tháng 1 năm 2023 thì vừa cập bến đại lý. Và trong video ngày hôm nay, em Nghĩa sẽ gửi tới tất cả quý vị và các bạn về chương trình khuyến mại mới nhất đối với những dòng sản phẩm như Toyota Innova này, Toyota Cross, Toyota Ray hay là dòng sản phẩm Toyota Veloz, Vios dành cho mọi người. Và trước khi video được bắt đầu, em Nghĩa luôn mong nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin yêu của tất cả quý khách hàng. Đầu tiên là dòng sản phẩm Innova. Đây là phiên bản Innova số sàn với mức giá niêm yết là 755 triệu đồng. Và ở thời điểm hiện tại trong tháng 1 năm 2023 này thì đại lý đang có chương trình khuyến mại lên tới 40 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra thì đại lý sẽ tặng dán phim cách nhiệt tất cả các mặt kính và trải sàn da cho quý vị và các bạn. Đây là dòng sản phẩm Toyota Ray với mức giá niêm yết là 555 triệu đồng cho phiên bản màu trắng ngọc trai và các phiên bản kết hợp màu nóc đen. Ở thời điểm hiện tại thì Toyota Ray thì đại lý Toyota Thanh Xuân luôn có xe giao trong tháng 1 và tháng 2 đầy đủ mọi sắc dành cho mọi người. Ray thì có 5 màu ạ, bao gồm màu đỏ, màu đen, hai màu trắng và màu xanh ạ. Tiếp theo đây là phiên bản Cross 2023, phiên bản đã được nâng cấp, được trang bị cốp điện và đá cốp thông minh, màn hình có kết nối Android Auto không dây 9 inch với một giao diện cực kỳ mới trong năm 2023 này mà em Nghĩa đã gửi tới video clip chi tiết dành cho quý khách hàng. Đây là phiên bản 1.8G với mức giá niêm yết là 755 triệu đồng. Phiên bản 1.8V thì sẽ có giá là 860 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì Cross đang được giảm giá từ 15 đến 20 triệu. Ngoài ra vẫn tặng đầy đủ gói phụ kiện dành cho quý khách hàng. Một chút sự khác nhau giữa phiên bản G và phiên bản V thì quý khách hàng có thể nhìn ngay ở phía ngoại hình. Đó là phía cụm đèn. Cụm đèn trước thì bản V sẽ là cụm đèn full LED. Còn bản G sẽ là cụm đèn halogen. Mâm thì của bản G đây là mâm hợp kim 17 inch. Còn đối với phiên bản 1.8V, mâm sẽ là mâm phay xước 18 inch sử dụng lốp Michelin. Đặc biệt trên Toyota Cross phiên bản 1.8V sẽ được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, Adaptive Cruise Control và điều khiển đèn tự động. Đây, xe vẫn được trang bị cam 360 độ, cảm biến góc xung quanh xe, đèn đều là đèn LED rồi. Một trong những dòng crossover bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam từ khi được ra mắt vào tháng 8 năm 2020, luôn lọt vào top 10 xe bán chạy nhất. Tiếp theo sẽ là phiên bản Avanza Premio với mức giá niêm yết là 558 triệu đồng. Chiếc xe này hiện tại đại lý cũng đang giảm giá cho mọi người lên tới 30 triệu đồng tiền mặt. Và được tặng đầy đủ phụ kiện luôn. Đây là phiên bản Toyota Veloz. Veloz với mức giá niêm yết là 658 triệu đồng và 698 triệu thì đại lý vẫn đang có mức giảm giá lên tới 40 triệu đồng ở thời điểm tháng 1 này. Quý khách hàng thì cứ trừ với cái giá mà em Nghĩa vừa báo là sẽ ra giá xuất ra đơn. Đăng ký thì tùy từng thời điểm, ví dụ như ở thời điểm hiện tại thì đăng ký ở tỉnh sẽ mất khoảng 73 triệu. Còn đăng ký ở thị trường Hà Nội sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 100 triệu một chút ạ, do chênh tiền thuế 2% và tiền biển là 20 triệu. Đây, Avanza đây. Avanza và Veloz sẽ sử dụng cùng động cơ và khung gầm. Là một chiếc xe 7 chỗ có hàng ghế 2 và hàng ghế thứ 3 đều có thể gập phẳng được. Toyota Vios năm 2023. Những dòng xe lắp ráp trong nước thì đều sẽ là sản xuất năm 2023 luôn quý khách ạ. Ở thời điểm này thì Vios phiên bản G bên em Nghĩa sẽ bán xe sản xuất 2023 và có mức giảm giá lên tới 40 triệu đồng. Ví dụ như quý khách hàng đang nhìn trên màn hình, đây là phiên bản G với mức giá niêm yết là 592 triệu thì bên em Nghĩa đang giảm 40 triệu đồng. Sẽ còn là 552 triệu đồng. Đây phiên bản Toyota Cross 1.8G với mức giá niêm yết là 755 triệu. Đây là phiên bản vừa tăng giá quý khách hàng nhé. Vừa tăng giá bởi vì đã có sự thay đổi về chính sách, vừa được giảm giá này, tăng giá lên và được trang bị thêm option. Như Cross phiên bản G thì sẽ được trang bị thêm màn hình 9 inch. Cross V sẽ được trang bị thêm đá cốp và cốp điện. Tất cả màn hình trên phiên bản Cross đều là màn hình 9 inch, có giao diện mới, kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Phiên bản Toyota Cross sẽ
Như hôm trước em có làm video đấy, thì cái chiếc camera của phiên bản V, camera 360 cực kỳ sắc nét. Nó khác biệt so với những phiên bản mà sản xuất trước đây như năm 2022, 2021. Toyota chú trọng hơn về chất lượng sản phẩm để đem đến những cái trải nghiệm mới nhất dành cho người dùng. Ngoài ra thì trong cái tháng 1 này thì Fortuner cũng đang được giảm giá rất là nhiều. Những phiên bản máy dầu, máy xăng, máy dầu một cầu, máy dầu hai cầu thì bên anh Nghĩa cũng đang giảm giá lên tới 60 triệu đồng. Thì quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ tới số hotline em để góc trái màn hình để em có thể báo giá một cách tốt nhất dành cho quý vị và các bạn. Ở thời điểm hiện tại trong cái tháng 1 này thì bên em Nghĩa vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 80% giá trị của chiếc xe. Đây, lại là một chiếc xe Vios đến với đại lý Toyota Thanh Xuân. Đây là bãi xe tạm. Khi mà xe đến đây thì bên anh Nghĩa sẽ tập hợp rồi chuyển về đại lý Toyota Thanh Xuân để kiểm tra và làm PDS. Đây ạ, một chiếc xe Vios vừa đến đấy ạ. Cảm ơn tất cả quý hàng đã theo dõi và ủng hộ đội ngũ F3 và ủng hộ đội ngũ Happy Car trong thời gian vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.